Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của cửa hàng Phú Hương bên em ha. Số hotline bên em là 0967100003. Đây đồng thời là số Zalo luôn ha. Nhưng mà anh em nào có nhắn tin thì nhắn qua Zalo nha, chứ đừng có gửi lời mời kết bạn, em không thể nào mà add hết tất cả bạn bè lên Zalo được đâu. Nó cái danh sách bạn bè nó có giới hạn nha anh em. Rồi, còn nếu không thì anh em muốn gọi thì gọi trực tiếp qua giùm em qua số điện thoại trực tiếp này. Chứ còn mà kết bạn, đợi kết bạn để gọi qua Zalo thì nhiều khi anh em gọi Zalo em cũng không nghe được, tại vì cái cuộc gọi Zalo nó rất là chập chờn nha. Thì bữa nay gửi đến tiếp tục đó anh em là một cái lô máy tổng hợp nha anh em, thì nó gồm có là cắt cỏ, cưa và bơm nước ha. Thì khi mà em sắp cái máy này chuẩn bị quay cho anh em thì có một số anh em đã chốt thêm những cái máy này nên là em đã quăng ra ha. Ví dụ như đang chuẩn bị quay thì có mấy hai ông khách, ba ông khách ông đặt hai con cắt cỏ với con cưa thì quăng ra đây, cho là những máy này đã bán rồi nha anh em. Thì còn những cái con máy cắt cỏ ở đây rất là đẹp, rất là rẻ nha anh em. Trong cái thời buổi mà kinh tế thị trường mà nó lạm phát rồi nông dân bán không được mùa đồ này kia, suy thoái kinh tế toàn quốc luôn, thì cái giá hiện tại bên em đang bán là rất là mềm nha anh em. Cố gắng giảm sâu nhất, sell up, giảm mức thấp nhất cho anh em để anh em có thể mua được một cái máy nó ngon, hàng tuyển đẹp, với cái mức giá là nó rẻ nhất có thể nha anh em. Thì cam kết cho anh em là cái mức giá là tầm giá là nó mềm nhất cho anh em. Đó, đây thì nó có hai cái con hổi lá nha, hổi gió đó, 2,1 triệu, bao ship cho anh em luôn ha. Còn những cái con cưa này á, thì anh em có thể xài gia đình hoặc là xài khai thác đều rất là ok nha. Rồi, ở đây thì cắt cỏ ha, cắt cỏ thì nó có một con Honda GX22 4 thì, hai con Maru 2 thì dòng cao cấp, một cái con này là Shingu tới 26cc nồng 34 ly, thay vì anh em bỏ tới 2,5 triệu mua Mitsubishi tên là 26 thì anh em mua con này anh em tiết kiệm được gần cả triệu bạc nha anh em. Nó rẻ hơn tới khoảng 800.000 so với cái con Mitsubishi tên là 26 ha, mà công suất thì nó y chang, độ bền nó y chang, tiết kiệm xăng y chang luôn. Tương tự thì nó có hai cái con Ryobi như thế này. Rồi thì em bắt đầu video bằng máy cắt cỏ, sau đó là tới máy cưa ha. Đầu tiên thì mình có hai cái con máy Ryobi nha anh em. Con này là E10 và E11, anh em thích cái màu nào thì mình lấy màu đó, chứ còn về cái hương hiệu hay là cái thông số thì nó hoàn toàn là nó như nhau thôi. Hai thằng này thì công suất của nó là 24cc, nồng nó khoảng là 33 ly, nhưng mà cái công suất thực tế của nó thì nó chạy tương đương với cái máy 26cc nha nè. Đó là một cái điều mà đặc biệt của cái dòng máy này, lý do là nó sử dụng cái buji đứng, nồng đứng đó. Cái hai đó là bộ chế hòa khí của nó cải tiến linh hoạt hơn, do đó là nó sẽ chạy kiểu giống như là turbo vậy đó. Công suất của nó là tầm công suất theo lý thuyết là 24 thôi, nhưng mà thực tế nó chạy thì sẽ tương đương với cái máy mà 26cc. Do đó hai cái dòng máy này anh em rất là chuộng khoái là ở chỗ đó ha. Đó, nhưng mà cái tầm giá của nó thì lại là cái tầm giá của 24cc nên là nó rẻ, nên là nhiều anh em khoái. Rồi con E11 này thì giá là 1,6 triệu nha anh em. Con này là Komatsu. Con này mua Komatsu nha. 265 nha. Con này là 20. Đó, như vậy là con này nó tới 26cc nha anh em. Con này 26cc, con này 24cc. Đó, như vậy con này nó còn khỏe hơn cái con 26cc nữa. Như vậy con này nếu mà so về cái mặt công suất thì nó sẽ chạy tương đương với cái con máy công suất nó khoảng là tầm 30cc nha anh em. Rất là khỏe luôn. Đó, do đó anh em kiếm một cái con máy mà chạy bốc mà công suất lớn. Rồi xài cái bộ chế quanh rồ mà nó chế của nó có hai tầng, hai tầng lấy gió nha anh em, nên là chạy rất là bốc. Nó lấy oxy như nó tốt hơn cái loại chế hòa khí thông thường. Con này là dòng G Komatsu ha. Con E11 này là giá 1,6 triệu nha, 26cc anh em ha. Rồi em sẽ test nổ thử cho anh em coi. Con này đặc biệt một cái nữa là ga bóp nha anh em. Con này ga bóp nha, đây cái ga bóp nè. Đó, rất là nhạy luôn. Rồi công tắc của nó là công tắc thông minh, khi mà anh em tắt máy tự động nó nhảy về on, mình khỏi cần phải sợ cái việc mà mình quên cái công tắc. Đó, chập giật thì trợ lực nha. Đấy, con này là một cái con máy mà đáng mua nhất trong cái lô ngày hôm nay nha nè. Với cái tình trạng máy là công suất lớn mà giá thì rất là mềm nha nè, chỉ có 1,6 triệu thôi ha. Rồi em tận dừng video chút xíu để nghe điện thoại cái nghe nè. Rồi mình tiếp tục ha, tại vì đang quay thì có cuộc gọi nên là mình ngắt ngang. Rồi như vậy là tóm lại là cái con này nó tới 26cc nha nè. Rồi con E10 này thì cũng là 1,6 triệu luôn. Đó, nói tóm lại là cái con E11 này là một cái con máy mà ngon bổ rẻ nha. Tiền ít mà hít hàng hôm là lấy con này nha anh em, tranh thủ. Con E10 này cũng 1,6 triệu luôn, nhưng mà cái dòng của nó là dòng Ryobi,
24cc nha anh em. Công suất thực tế của nó thì chạy tương đương với cái máy là 26cc. Đấy. Cũng là chụp giật trợ lực nha. Thấy không? Anh em nghe cái tiếng bô máy rồi chút xíu nữa em nổ lên cái con mà 26cc này, anh em nghe anh em sẽ thấy là cái tiếng nổ cái hơi máy của nó là sẽ tương đương với cái thằng 26cc. Rồi con này là Ruby, mã của nó là E10 1.6 chụp giật trợ lực nha anh em. Ga của nó thì con này đó là ga là vừa giữ vừa bóp nha. Anh em muốn xài chế độ giữ cũng được mà chế độ bóp cũng được. Nó là cái gọi là cái tay ga lai á. Đó, bán tự động nha nè, gọi là tay ga bán tự động. Hai cái con này đều sử dụng cái trắng cỏ màu đen hết ha. Rồi kế tiếp là cái con E15 nha. Con này thì cái dòng Singu, con này thì nó khá là ngon. Con này bữa hổm về thì có rất là nhiều anh em kêu em test nổ để anh em chốt, nhưng mà chưa có thời gian nên là bữa nay trên clip thì bên em sẽ test nổ luôn cho anh em. Anh em nào ưng thì alo chốt nha. Cái lắp của cái con này thì nó rất là đẹp. Con này thì nó ngon hơn, đặc biệt hơn những cái dòng máy khác đó, là cái con Singu này nó là hàng xuất đi châu Âu nha nè. Hàng xuất đi EU á, thì để xuất được đi EU châu Âu á thì nó phải đáp ứng được những cái tiêu chí rất là khắt khe. Nó còn xịn sò hơn máy Nhật, máy Mỹ nữa nghe nè. Nó là cái những cái dòng máy mà nó gớ tới châu Âu thì anh em biết là nó sẽ rất là ngon. Đây công tắc ha, chụp giật trợ lực nha anh. Đây cho quay cái đầu bò nè. Đây con này thì công tắc nó nằm ở đây ha. Nói chung thì cái con này nó khá là nhẹ, em cầm trên tay thì chắc tầm cỡ khoảng 3kg thôi, anh em cắt cả ngày cũng vô tư luôn. Rồi kế tiếp thì là hai cái con máy này là cái dòng máy cao cấp nha. Cái dòng này là cái dòng Maru nha anh em. Dòng này dòng Maru. Anh em quay mặt trước cho anh em, để hồi nãy giờ camera mà anh cầm thì anh em chỉ thấy mặt sau thôi. Đó, mặt trước của hai con này ha. Con này 26cc. Thì hai cái con này là dòng Maru. Công suất của nó là 23cc nha anh em, nằm 32 ly. Đó. Lắp của nó là lắp rời nhưng mà nó lại mất tiền hơn ba cái thằng kia. Lý do nó thuộc cái phân khúc cao cấp nha anh em. Cũng giống như mấy thằng kia, nó giống như là mấy cái điện thoại Samsung. Thì thằng này nó giống như là điện thoại iPhone. Thì nói tới cái dòng máy cắt cỏ thì cái dòng máy vua là dòng Maru nha anh em. Cái dòng này nó là nó chuyên biệt về máy cắt cỏ luôn. Và tại thị trường Việt Nam mình hiện nay là nó đang phân phối những cái dòng máy cắt cỏ Maru Yama, máy mới ha. Nhưng mà anh em biết rồi, máy mới thì nó rất là mất tiền, không phải ai cũng rớ vô được. Mà trong khi anh em lấy cái dòng Maru này thì cái máy nó hình thức nó như mới mà giá thì rất là mềm, nhưng mà nó sẽ cao hơn hai máy hàng bên đây. Thì tại anh em mua cái máy này thì anh em sẽ được gì? Thứ nhất là nó sẽ rất là gọn nha, thiết kế nó sẽ gọn hơn ba thằng kia, nó gọn hơn khoảng 1/3 cái kích thước, nên là khi mà anh em mang giác đồ này kia nó cực kỳ gọn nhẹ luôn. Cái thứ hai nữa là lắp của nó là lắp rời. Cái thứ ba nữa là đời của nó, đời rất là cao, đời nó khoảng từ 2016-2017 đồ trở lên, nên là những cái phụ tùng đồ này kia nó còn hoạt động rất là tốt. Anh em xài cái độ bền nó rất là cao, và cái độ tiết kiệm xăng của thằng Maru là số 1 về cái máy cắt cỏ nha anh em. Nói chung là cái dòng Maru là cái dòng máy ở phân khúc là máy 2 thì á, thì bằng Maru là máy vua nha. Còn ở phân khúc 4 thì thằng Honda là phân khúc máy vua. Hàng bằng này đều là vua hết. Rồi, đây là con E16 2.1 ha. Con này thì chụp giật nó là trợ lực nha anh em. Nòng 32 ly. Anh em lưu ý là nó cũng có một số đời máy Maru, nhưng mà lắp liền á thì nó sẽ rẻ hơn khoảng tầm khoảng 100 tới 200 ngàn tùy máy. Còn cái máy mà lắp rời á lúc nào nó cũng mắc tiền hơn nha, nhưng mà nó mắc hơn, nhưng mà anh tem tiện hơn về sau này mình mắc hơn 100-200 ngàn, nhưng mà sau này mình xài nó rất là tiện, có thể tháo gắn bình xịt đồ này kia các kiểu, nó rất là hay ha. Nó xức cái dây ga để em gắn lại cái.
này chập giật trợ lực nha anh em. Khi mà anh em kéo ra nó sẽ khoảng đợi khoảng 1 giây nó phản hồi lại, nó nổ lên. Thấy không? Rất là nhẹ nhàng. Đấy, nó giống như lên dây cót của dây hiệu vậy đó. Đó. Anh em cảm giác giống như là chỉ kéo cái sợi dây thôi chứ không hề giật máy. Cái hay của nó là ở chỗ đó ha. Đây, giữ lại. Nó hơi kẹt dây hiệu chút xíu nha nè, để em xịt vô. Nó phản hồi hơi chậm chút xíu. Rồi ok ha, ở trong cái phần chụp giật này nó sẽ gồm có hai cái lớp dây hiệu, một cái lớp dây hiệu bình thường giống như cái máy bên đây và một cái lớp dây hiệu to hơn để nó giúp nó trợ lực nó phản hồi lại. Thì nó anh em khi mà anh em xài á, mình đem trên vai á thì mình chỉ cần luồn cái tay phía sau mình kéo lên là nó sẽ nổ thôi chứ không cần phải hạ máy xuống ha. Rồi tương tự thì là cái con E17 nha nè, con này thì giá nó là 2,1 triệu. Con này thì cái chụp giật thường nhưng mà nó cũng khá là nhẹ nha nè, nhưng mà cái chụp giật thường á thì sau này anh em sửa chữa đồ này kia thì nó dễ hơn, rẻ hơn, chi phí nào nó đơn giản hơn. Đây 23cc nha anh em. Rất là nhẹ luôn, con này là phải gọi là nhẹ hiệu nha. Đó. Rồi ok, như vậy là mình điểm qua xong là 5 cái con máy 2 thì. Con cuối này là cái mã nó là E19. Con này thì là Honda GX224 thì nha anh em. Cái tum của nó phía trước là tum nhôm. Chụp giật của nó là trợ lực rất là nhẹ ha. Con này thì ra bóp nha anh em. Bốn thì nó nổ sẽ rất là êm ái. Đó, hầu như anh em đứng mà cách xa khoảng đâu đó khoảng tầm 5 bước chân là anh em không nghe được cái tiếng ganh ti của nó đâu. Nổ cách âm rất là ok. Xăng riêng nhất riêng ha. Chạy thì đương nhiên là nó sẽ tiết kiệm xăng hơn những cái dòng máy hai thì, hai này là đã tiết kiệm xăng vua rồi, hàng này tiết kiệm xăng hơn nữa đó, thì nó sẽ mắc hơn. Rồi em qua tới máy cưa xích nha anh em. Máy cưa xích thì cái dòng máy mà tay cục á thì em đang còn một cái con Maru, con này thì là 31cc, xích còn rất là dày nha anh em, xích zin còn rất là dày luôn. Con này thì lam nó khá là dài nha anh em, có thể cưa được cái cây đường kính khá là to. Con này thì lam nó là 4 tấc 2 ha. Con Maru này thì nó sẽ thừa hưởng những cái tinh túy của hai cái hàng máy cá cỏ bên đây, tức là cái dòng máy mà nó chạy đời cao và nó tiết kiệm xăng và đặc biệt là nó sẽ rất là nhẹ nha. Đây con này rất là nhẹ luôn. Con này thì 4,2 kg nha nè, đó, cân nặng của nó là 4,2 kg, siêu nhẹ. Rồi còn cái con E3 này đó là cái mã Austin, con này thì sản xuất tại Đức nha. Anh em nào mà thích hàng Đức chạy bốc và hàng Austin chính hãng, hàng xịn sò của Austin chứ không phải là hàng nhái, hàng Trung Quốc gì đâu nha. Đây là cái con Austin chính hãng, con này là 41cc thì lượm con này ngay, cái lam nó còn chữ Austin luôn. Đây nãy mới có ông khách mới chốt cái con nè, giống vậy nè ha. Rồi con này thì lam của nó là lam 4 tấc 2 nha nè. Thì như vậy là còn một con giống vậy, máy này nó đẹp hơn cái con E4 nữa. Thì em sẽ nổ lên thử cho anh em coi nè. Kéo lè cái ha. Rồi trả lại. Đấy, con này thì dành cho những anh em mà thích hàng công suất lớn, ví dụ như cưa mấy cái cây dừa đồ này kia nè, muốn cưa tốc độ nó nhanh hoặc là cưa trên rừng đó, thì anh em lại xài cái con E3 này là cực kỳ phê luôn. Con này thì cân nặng của nó là 5,4 kg nha anh em. Rồi kế tiếp là một cái con máy mã D35, con này là dòng Ruby. Con này thì nó là một cái con mà giống như là đối thủ của cái hàng Austin bên đây, nhưng mà nó là thuộc cái dòng phân khúc là máy Nhật, hàng này thì máy Đức nha.
máy Đức Atin thì nó có tiếng rồi. Còn cái thằng phân khúc cái dòng Ruby này đó thì nó thiết kế ra nó cạnh tranh với thằng Atin này, thì như vậy anh em xài cái thằng Ruby này đó nó sẽ cùng cái cỡ một cái công suất với thằng Atin, nhưng mà nó sẽ tiết kiệm xăng hơn. Do đó nếu mà anh em nào muốn kiếm một cái máy lớn công suất lớn mà chạy mà lại muốn tiết kiệm xăng thì anh em lấy cái con D35 này nó sẽ rất là ngon. Công suất của nó là tầm khoảng 35cc nha anh em. Con này thì giá nó là 2 triệu 1 ha. Mấy con này anh em nè, do máy nó nhiều em mà không có chăm xăng được hết á, nên là anh em nào mà muốn coi test nổ con này thì cứ nhắn qua Zalo em gửi clip cho anh em coi. Con này thì lam của nó là 4 tấc 2 nha nè, 4 tấc 2, con D35 giá 2 triệu 1 Ruby. Con này cân nặng của nó là 5,5 kg ha. Cái máy của nó thì bên trong là lốc của nó là lốc nhôm nha nè, chạy rất là bền. Rồi kế tiếp là con D16 và cái mã là D18, hai con này thì đồng giá nhau là 2,2 triệu. Anh em thích lấy cái con nào thì lấy ha. Con này thì Echo nha anh em, hai con này là Echo. Hai con này là Echo, anh em chạy thì nó sẽ rất là tiết kiệm xăng, nó phù hợp với anh em mà xài gia đình hoặc là mới xài máy cưa lần đầu. Đó. Thì anh em xài cái dòng D36 với D18 này là hết sức hợp lý luôn. Đó, nhất là anh em mua mà tặng cho bà già ở dưới quê đó thì xài rất là ok, hoặc là cưa vườn đồ này kia đó, muốn một cái máy cưa mà nó chạy bền và đặc biệt là để lâu nó nhảy nổ thì anh em nên lấy cái dòng Echo này cho em thì rất là ok ha. Rồi con D36 này là 2,2 triệu nha. Con này thì lam của nó là lam 3,5 tấc ha. Con này là 4,9 kg nha em. Con này thì cái mùa mưa bão vừa rồi em bán rất là chạy những cái dòng máy Echo này, để anh em về xài cắt tỉa những cái cây mà nó đổ ngã rồi hạ nhánh rồi cưa củi đó thì xài cái dòng Echo này rất là ok, hoặc là có người quen người thân hoặc là anh em mà khách lại tiệm hỏi kiếm cái máy cưa nào ngon ngon để cưa gia đình là em sẽ đều giới thiệu cho anh em cái con dòng Echo này hết. Để cứ máy cưa mà muốn ngon bổ rẻ chạy bốc mà tiết kiệm xăng thì cứ quất Echo cho em ha. Đó, con này thì làm 3,5 tấc. Nhiều anh em nói vậy mày nói dòng máy Sinowa dòng máy vua tính sao, thì hàng Sinowa nó sẽ ngon hơn nữa nhưng á nó sẽ mắc tiền hơn, thì khó nhiều anh em cái túi tiền mình tiếp cận không được. Còn anh em tiếp cận tới cái dòng Echo này thì nó sẽ dễ ok hơn, nó dễ tiếp cận hơn, dễ mua hơn. Con này 5 kg nha nè. Rồi còn cái con D19 này á, là cái dòng Nakatomi. Con này thì công suất lớn dành cho anh em mà hít hàng khủng nha, 55cc, nồng đứng, chụp giật trợ lực luôn. Đó, 2,3 triệu thôi, bao ship cho anh em nha, đời 2016, đời rất là cao luôn. Con này thì lam nó là 5,5 tấc nha anh em. Con này thì anh em mà đồ nhẹ thì không được đâu nha, con này máy khủng, nó sẽ nặng á. Con này nó tới 6,3 kg nha. Đó, con này thì phù hợp với anh em mà hạ cây đứng nhiều hoặc cưa trong rừng nha, thì nên xài cái dòng này. Rồi còn nếu mà anh em mà xài gia đình hoặc là đi khai thác mà muốn cái máy nó nhẹ hơn cái con màu đen đó mà cỡ công suất của con màu đen thì có hai cái con Echo. Đó, lại là cái dòng Echo nha anh em, tức là cái dòng cao cấp hơn của thằng Echo 281 này. Đây là cái dòng Echo 362. Con này là nước sơn zin nha, nên là anh em nhìn nó rất là đẹp, chạy cực kỳ chỉnh chu luôn. Đó, con này thì là lam của nó là lam Latin luôn. Con này nó giống như là cái những cái dòng máy mà nó phổ biến giống như là cái dòng xe mà xe Honda vậy đó anh em. Anh em chạy thì cái phụ tùng của nó rất là nhiều luôn, bao la luôn. Em bao phụ tùng cho anh em trong vòng 10 năm những cái dòng máy này đều có sẵn có luôn. Ưu điểm của cái dòng này là công suất nó lớn mà nó chạy tiết kiệm xăng hơn những cái thương hiệu khác là tới phần nửa nha anh em. Rất là đáng nể nha. Cái bộ chế quạt khí nó thiết kế cực kỳ ok và cái tiếng nổ nó cực kỳ hay. Nên là nó làm nên cái thương hiệu của cái dòng máy cưa. Thương hiệu đình đám suốt trong một cái khoảng thời gian dài. Thì cái dòng Echo 362 này được rất là nhiều anh em ở miền Nam và miền Trung rất là chuộng nha. Con này thì lam 4,2 tấc. Còn anh em nào mà ở miền Bắc muốn dấn thân vô thử xài cái dòng Echo này, anh em sẽ thấy là nó cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Con này là 5,8 kg nha anh em, 37cc ha. Con D22 này cũng tương tự. Con này là dòng 3601. Con này mặt dịp của nó là toàn bộ là nhôm hết luôn. Xích bên em thì nó rất là dày, anh em khỏi cần phải quan tâm cái chuyện mà phải đi mua xích mới đồ này kia nè, nó dày như mới ha. Lam thì lam Latin luôn. Con này thì lam nó là 4,5 tấc nha anh, nó sẽ dài hơn. Con này cân nặng của nó là 6 kg ha, 6 kg. Rồi còn con E6 và con D16 này là hai cái dòng máy Sinowa. Cái dòng Sinowa thì là cái dòng máy cao cấp rồi, như là em đã có review cho anh em những cái video clip trước đó, thì cái dòng Sinowa là dòng máy vua. Thì hai cái con này là hai cái dòng máy mà anh em đáng để xài gia đình. Còn cái con mà D38 bên đó thì là dành cho anh em đi khai thác máy lớn. Hai cái con này là Sinowa 345 và 346. Thằng 345 thì thiết kế nó sẽ gọn hơn, còn 346 thì thiết kế nó sẽ bè hơn.
thì nó là cũng là đối thủ của hàng này ha. Nhưng mà cái dòng Cinewa thì cái tiếng nổ nói chung thì nó sẽ không giòn bằng các thằng Echo, nhưng mà cái tiếng máy thì nó sẽ mướt hơn. Tiếng máy khi mà anh em mướt miết ga đó thì nó sẽ mướt hơn, và khi mà anh em buông về ganh ti á thì cái tuyến nó, cái tiếng nổ của nó nhuyễn hơn thằng Echo, thì nghe nó rất là hay ha. Ở đây con E6 này thì giá nó là 2.9 nha nè. Con này nè anh em nhìn thấy không, nó còn vàng chóe luôn, thiết kế còn rất là mới. Con này không biết có châm xăng không, để em giật thử cho anh em coi. Chân của cái dòng Cinewa là cái tiếng miết máy á, nó rất là mượt. Còn cái dòng 346 á, nó nổ còn ngon hơn, và đặc biệt cái dòng 346 thì cái thiết kế của cái trắng tay cầm á, nó sẽ to hơn nha nè. Rồi trong cái giới hạn của video clip này á, thì anh em sẽ không thể tiếp test hết được. Còn ví dụ anh em có muốn nghe tiếng nổ máy của con 346 thì cứ nhắn qua Zalo đi, em gửi clip cho anh em coi. Con này thì làm nó là 4 tấc 2 ha. Con này cái dòng này có sỉa gỗ nha anh em, 346 thì nó không có. Con này 5.6 kg ha. Rồi tương tự thì cái con này là D11 3.2 triệu. Con này thiết kế cái bề ngang bên đây thì nó bè hơn nha, nhưng mà tiếng nổ thì nó lại giòn hơn thằng 345. Con này lam nó là 4 tấc 2 ha. Cân nặng của nó là 6.1 kg nha anh. Rồi còn anh em mà hít hàng khủng á, thì lấy cái con Cinewa này. Cinewa này Cinewa đồng đứng nha. Công suất của nó thì nó tầm khoảng 40-45cc, chạy là khỏi phải bàn luôn ha. Nhưng mà nó cái phân khúc của nó giống như cái hàng đen bên đây nè, nhưng mà nó sẽ tiết kiệm xăng hơn hàng đen là khoảng phân nửa nha nè, tức là tiết kiệm xăng hơn tới 50% so với hàng Nakatomi này. Tức là hàng này là cũng máy Nhật, nhưng mà cái độ tiết kiệm xăng của nó sẽ không bằng hàng này, và cái độ bền của con Cinewa này sẽ gấp 3 lần cái hàng bên đây. Còn nếu mà anh em so cái dòng Cinewa này á mà so với máy cưa Trung Quốc á, thì nó tiết kiệm xăng, nó bền hơn thì chắc khoảng 5-10 lần nha anh em, rất là bền, nên là rất là nhiều anh em chuộng. Con D38 này là 4.3 triệu nha. Cái con này đợt trước mà khi mà bắt đầu lạm phát ở Việt Nam mình bây giờ đó anh em, thì anh em bán rất là chạy, nhưng mà tới thời điểm hiện tại á thì những cái dòng máy cao cấp như thế này á, những dòng máy mắc tiền như thế này á, nó bắt đầu chững lại, mà lý do là anh em không có tiền. Có nhiều anh em gọi cho em nói rất là mê cái con này nhưng mà không có đủ tiền. Rồi còn hỏi em có chương trình trả góp không, thì hiện tại là bên em không có chương trình trả góp nha anh em. Do đó anh em có mua thì gắng ok, gắng nhín tiền vô, thì bên em đã gắng cố gắng bớt hết giá có thể cho anh em những cái dòng máy này rồi, tại vì nó quá mất tiền. Máy mới nó tới 30-40 triệu rồi anh em, nên là anh em phải xác định cái giá máy mới nó như thế nào ha. Rồi con này thì lam của nó là 5 tấc 2 ha. Con này là 6.1 kg nha anh em, 6.1 kg. Rồi cuối cùng thì bên em có một cái con máy cắt bê tông, con này thì giá nó là 3 triệu, Cinewa 350 nha. Anh em nào có liên nhu cầu gắn lưỡi hay gì đó thì cứ liên hệ em. Còn giá của nó là 3 triệu, bao ship cho anh em luôn. Dòng Cinewa 350 mà đi cắt đường đó, thì anh em biết là nó rất là tiết kiệm xăng. Rồi bơm nước, bơm nước thì ở đây em có một cái con là Cinewa 26cc, nòng 34 ly, 1.2 triệu. Con bên đây là cánh bướm, 1.4 triệu ha. Rồi bây giờ em sẽ test nổ hai cái con này lên cho anh em coi. Hai cái con thì cái lưu lượng bơm của nó thì nó cũng có sự chênh lệch nha. Con bên đây thì nó khoảng là 120 lít một phút, nhưng mà cái con bên đây thì nó khoảng 150 lần. Lưu lượng của nó sẽ lớn hơn. Để em coi chính xác đây, nó có thông số nè. 130 nha anh em. Con này là 130 lít một phút, nhưng mà cái cột áp của nó tới 45m, còn con bên đây thì cột áp của nó khoảng là 35m thôi. Còn hai cái hàng bên đây thì nó là cái công suất của nó là sẽ tương đương với hàng D27, nhưng mà nó sẽ sử dụng cái bình xăng dưới, và cái con bên đây là 4 thì nó sẽ tiết kiệm xăng hơn ha. Thì bữa hổm bên em đã có test nổ hai cái hàng này rồi, thì bên này em sẽ test nổ luôn cho anh em coi hai con này ha. Đây em thấy không, camera em giờ tới giờ nó đi nấu cơm rồi, nên là em sẽ test nổ đây. Còn thợ thì nó đi làm máy hết rồi. Đây. Nổ rất là giòn anh em. Đây công tắc nè. Anh em nào mà đặt mua á, xong á trước khi gửi em sẽ test lại cho anh em lần nữa, châm nước vô cho anh em thấy cái độ hút của cái bơm này. Anh em nó hút một cái là anh em dở cái tay lên không nổi luôn nha.
sẽ nổ bóng hơn anh em. Con này thì cái nồng của nó tới 40 ly nha. Rồi con D31, con này coi còn xăng không, test luôn. Con này thì chạy tiết kiệm xăng hơn nha, nên là nó sẽ mắc tiền hơn, kiểu giống như là phun xăng điện tử vậy đó mấy ông. Đó. Rồi con bên đây là 4 thì, con bên đây là 2.7 4 thì nha. Còn miếng xăng nào ở đây không? Rồi con này thua, con này hết xăng rồi anh em ơi nha. Con này thì 4 thì nha, con này thì anh em nào mua em sẽ test nổ gửi cho anh em qua Zalo cho anh xem. Xem con này thì 4 thì nó tới 1.5 ngựa nha. Công suất nó còn khỏe hơn cái thằng bên đây nữa. Thằng bên đây là tới nồng của nó tới 40 ly đó, nhưng mà bơm dẫn cái lượng nước nó không lợi thằng này nha. Thằng này 4 thì công suất nó khủng bố đó. Rồi còn đây thì là hai cái con máy thổi gió nha. Hai con này thì anh em có hỏi được bái đá mà đá 1-2 năm viên to to như nè là hỏi bay hết luôn nha. Chạy thì cực kỳ tiết kiệm xăng luôn, dòng của nó là dòng Komatsu ha, 2.1 triệu bao ship cho anh em nha. Mấy máy thổi lá bây giờ là mấy hàng này nó hiếm lắm nha, về hầu như là không có hàng luôn, nó rất là khan, nên là anh em nào mà có nhu cầu mua thì nên tranh thủ. Con này thì là cái nó có cái ốp ở bên ngoài nó bảo vệ bình xăng luôn nè anh em thấy không. Còn con bên đây thì bình xăng nó nằm ở ngoài, nhưng mà nó có cái thiết kế dốc gì nè, thiết kế dốc này nè, thì như vậy giúp cho mình hút cạn hết xăng luôn. À, khi mà mình đưa vô mình cầm cái hế cầm của mình đó, thì cái hàng này cái kiểu dáng của nó giống như là nó thể thao hơn nha anh em. Đó, thì anh em nhớ giùm em cái mã ha, hoặc là nói là cái con hổ lá màu đỏ hoặc màu xanh thì bên em sẽ biết, tại vì hai cái con này thì nó đồng giá nha, 2.1 triệu. Anh em muốn lấy con nào thì lấy ha. Rồi ok, anh em nào mua thì nhớ giùm em cái số hotline là 0967100003, đây đồng thời là số Zalo luôn ha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video rất là nhiều.